Nam mô tham ma dạ, Nam mô sang cha dạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bút da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bút da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sam ma sam bút da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rai tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh 306. Nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính cảm ơn Minh Bát Tha Na và con kính nhân Minh Tránh Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đường Tọa Mười Hành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày thuyết giảng của Đại Đức Minh Mẫn, nhưng mà do Đại Đức Minh Mẫn trong mùa lễ Vu Lan nên bệnh đi cúng, do vậy mà không có giảng được, nên hôm nay chúng tôi sẽ điều tiết thế cho Đại Đức Minh Mẫn. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu học câu kệ của Quốc Kinh số 306. Như thường lệ mà chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào cái phần thích nghĩa từ vựng. Apu tát hoa đi nít rắc văn u bê tí. Apu tát hoa đi nít rắc văn u bê tí. Apu tát hoa đi nít rắc văn u bê tí. Vô hoa bí ca to nát ca rô mì tí cha hát. Vô hoa bí ca to nát ca rô mì tí cha hát. Vô hoa bí ca to nát ca rô mì tí cha hát. U phô bí bếch chá tê sá mà phá hoàn tí. U phô bí bếch chá tê sá mà phá hoàn tí. U phô bí bếp chát tề sát mà phát hoàn tí. Nít hì nát cầm mà mát nú chà bá rát thát.
hi nát cầm ma mát nút cha ba rắc tháp niết hi nát cầm ma mát nút cha ba rắc tháp. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái học từ áp phu tác qua đi. Áp phu tác qua đi có nghĩa là người nói dối. Áp phu tác qua đi có nghĩa là người nói dối. Áp phu tác qua đi có nghĩa là người nói dối. Áp phu tá đó là nói dối hay là không thật. Nào, qua đi là có nghĩa là cái lời nói, nhưng mà do ở đây chia theo cái sở hữu cách, thành ra áp phu tá qua đi có nghĩa là người nói dối. Ni ra văn có nghĩa là địa ngục. Nó xuất phát từ cái danh từ ni ra giá, do được chia theo đối cách số ít, thành ra trở thành ni ra văn. Ni ra văn có nghĩa là địa ngục. U bê tí có nghĩa là sẽ đến hay là sẽ đi. Sẽ đến hay là sẽ đi. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Đây là một cái đại từ, vô. Và có nghĩa là hoặc. Và này nó là một cái liên từ như vậy. Và hoặc. Bí có nghĩa là ngay cả. Ngay cả hoặc là thật vậy. Bí ngay cả. Và nào, qua nó, qua cái bí nó cách, nó cách bản, cách bản này. Cá to là sau khi là, sau khi là. Nát có nghĩa là không. Nát có nghĩa là không. Các rô mi có nghĩa là tôi là. Tôi là. Các rô mi. Mí có nghĩa là mí có nghĩa là tôi chứ. Bút thằng sát ra mẹ gắt cha mí. Tôi là tí có nghĩa là ý tí, bất biến từ. Cho rằng. Ý tí có nghĩa là cho rằng hay là như vậy. Cha há có nghĩa là chá cộng với a há. Chá có nghĩa là và, chúng ta đã biết rồi. A há có nghĩa là đã nói. Đã nói. UFO có nghĩa là cả hai. UFO có nghĩa là cả hai. Bí thì chúng ta đã biết rồi. Bết chá có nghĩa là sau khi chết. Bết chá có nghĩa là sau khi chết. Sama có nghĩa là ngang nhau hay là đồng đẳng hay là bằng. Ngang nhau, đồng đẳng, bằng. Sama
ngang nhau, đồng đẳng, bằng. Phá quan tí, phá quan tí có nghĩa là hay là thì. Phá quan tí có nghĩa là hay là thì. Phá quan tí. Tiếp chúng ta có một cái học từ Nihinakamma. Nihinakamma có nghĩa là những hành động ti tiện, những hành động thấp kém. Nihinakamma, những hành động ti tiện hay là những hành động thấp kém. Manuccha, Manuccha có nghĩa là chúng sanh hay là con người. Manuccha có nghĩa là chúng sanh hay là con người. Rồi, cuối cùng thì chúng ta còn một cái trạng từ Bharatha, có nghĩa là khác. Bharatha, Bharatha có nghĩa là khác. Dạ, xa thủ lành thai. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần thích nghĩa từ vựng. Cảm ơn Phật tử Ai Minh đã post bài lên màn hình cho các vị Phật tử tiện bề theo dõi. A phù tá quà đi ni ra dần u bề tí vô quà biết cá to nát cá rô mì tí chà há u phù biết bét chá tề sắp mà phá hoành tí ni hì ná cầm mà mắt nút chà bá rách thá, có nghĩa là nói láo đi, nói láo đọ địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục bước qua phần diễn sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 306. Giờ đây thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi bắt đầu vào thời thuyết giảng. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi lokassanathaṃ varabhuttamāhaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca bhaṇṇāmāmi saṅkhaṃ. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. À, kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 306 Áp phù tá hòa đi ní ra dằn u bề trí vô cha biết cá to nát cá rô mì tí cha hát, nói láo đọ địa ngục, có làm nói không làm, u phô bí tê bét chát sa mà phá hoàn tí ni hít nát cầm mà mát nút cha bá rá thá, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Thì câu kệ này đó được bậc đạo sư kể lại, thuyết giảng lại khi mà ngài ở tại Chê Táo Quán Á. Lúc đó đề cập đến một cái nữ ngoại giáo tên là Sundari, Sundari do cái duyên sự mà một tu nữ ngoại giáo Sundari mà có cái câu chuyện này, có cái pháp thoại này. Thì lúc bấy giờ thì quý vị biết rằng là mọi người, nói chung là lúc đó ở trên thế gian tất cả chúng sanh đều có cái
cái niềm tin với Đức Phật và tăng chúng và cái lời dạy của Ngài. Nên hầu như là mọi người, người ta đều dốc lòng, dốc sức để cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. Thành ra lúc bấy giờ đó, cái bọn ngoại giáo đó, họ bị cũng như là thất thu, họ bị thất thu quý vị. Thành ra đó họ mới ngồi lại họ bàn với nhau, họ bàn với nhau. Từ ngày mà Sa môn Gotama mà xuất hiện đó, thì coi như là mình bị thất thoát, cũng như là bị thất thu rất là nhiều. Nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó, là thất thu rất là nhiều. Đó thì lúc đó đó cái bọn ngoại giáo này mới bàn tính là bây giờ là mình phải cho một cái đệ tử nữ của mình hy sinh, hy sinh cái nhân phẩm để mà hạ bệ Đức Thế Tôn. Thì quý vị thấy rằng đối với ngoại giáo họ nghĩ cái gì thì họ làm cái đó. Chứ nếu mà chúng ta là cái người mà có cái niềm tin về nhân quả thì chúng ta không dám làm. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta mà có ở trong ngoại giáo chúng ta cũng không có dám làm. Vì sao vậy quý vị? Vì chúng ta nghĩ rằng đối với một đấng thiên nhân sư mà cái chuyện mà người ta không có làm mà mình đổ thừa người ta có làm đó, thì cái chuyện đó sao mà mình thắng được? Không thể nào mà mình thắng được. Thường thường á, thật sự ra đó, con người của chúng ta đó mà có cái niềm tin chân chánh, chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn, ít khi nào mà chúng ta dám làm cái điều đó. Chúng ta dám làm cái điều đó. Ở đây thì chúng tôi cũng xin nói một cái chuyện riêng tí xíu quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng vừa qua đó, ở Việt Nam mình xảy ra một cái trường hợp, có cái ông đó đó, ông bị đổ nợ quá rồi. Thành ra đó, ông mới giết, ông mới giết cháu, cháu vợ của ông. Rồi xong rồi ông đốt xác, xong rồi ông mới kêu người nhà đó là đem cái xác đó lên đó, là báo với bên bảo hiểm là ông đã bị chết vì cái tai nạn đó. Rồi ông đi qua một cái xứ khác để mà ông lánh, lánh mặt quý vị, để mà cũng như là giống như là cái người vợ mình sẽ được lãnh cái tiền của bảo hiểm. Nhưng mà quý vị thấy cái chuyện mà động trời như vậy mà người ta vẫn làm, người ta vẫn dám làm. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cuối cùng quý vị biết là đâu có dễ ăn tiền của bảo hiểm quý vị. Công an ta vào cuộc liền. Cuối cùng ra là coi như là cái xác đó là không phải của ổng mà của cháu vợ của ổng. Thành ra quý vị biết cuối cùng ổng bị bắt. Coi như là bị phạm hai tội. Một tội giết người, rồi một tội là lừa đảo để có ý muốn chiếm đoạt tài sản của cái công ty bảo hiểm. Thành ra đó, khi mà mình nghe cái tin tức đó, thật sự ra quý vị thấy rằng cái chuyện mà thật sự ra mình không bao giờ dám làm. Mà có những cái chúng sanh, có những cái chúng sanh người ta chắc chúng tôi nghĩ là túng quẫn quá, thành ra làm liều. Mà mình thấy những cái trường hợp đó là coi như là nó không có cái phần trăm nào, không có cái phần trăm nào mà để mà lừa được người ta hết. Đó, bây giờ thì trở lại với cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng ngoại đạo cũng giống y, ngoại đạo cũng giống y. Đó, bây giờ nó bàn tính là coi như là đem nàng Sundari. Tại vì cái nàng Sundari này thì quý vị biết rằng là coi như là nàng rất là đẹp, sắc nước hương trời, một cái mỹ nhân rất là đẹp. Đó, thành ra đó bắt đầu nàng Sundari đi đến để mà thăm giáo chủ ngoại đạo đồ này kia, thưa hỏi cái bắt đầu cái không ai trả lời hết, làm như là giận đó, làm như là giận đó. Cái chuyện mà bị thất thoát về cái lợi lộc cúng dường á, thì các cái vị giáo chủ này á, ngoại đạo đó mới đổ thừa cho đệ tử của mình là do cái lỗi của đệ tử của mình là không có biết làm cái cách để mà phát sanh cái lợi lộc đến cho những cái giáo chủ ngoại giáo này. Thành ra lúc đó cái nàng Sundari mới nghĩ rằng thôi giờ các vị sư phụ mà nghĩ con là có lỗi đó thì bây giờ chỉ cho con cái cách nào đi để con làm con chuộc lỗi lại. Đó, thì những cái giáo chủ ngoại giáo này mới kêu thôi bây giờ con là con đi đến con đi đến
Bây giờ con ăn mặc cho đẹp, rồi bắt đầu con cứ đi đến vô ở trong cái pháp hội của Sa môn Gotama. Hãy mà người ta nghe pháp thì người ta đi sớm, còn con người cứ canh trạng dạng tối người ta chuẩn bị ra về, thì con cứ đi vô trong đó, rồi ai mà hỏi con thì con nói rằng là con vô với Sa môn Gotama đó. Thì họ dựng chuyện lên quý vị, họ dựng chuyện lên thì nàng Sundari làm y vậy luôn. Cái người này là coi như là quý vị thấy rằng thường thường mà theo tà pháp, coi như là cái trí của mình nó không có quý vị, đầu óc của mình rất là tối. Nàng Sundari coi vậy chứ nghe y theo mà ngoại đạo của mình làm, có nghe theo những vị sư phụ ngoại đạo của mình đó mà để mà làm cái chuyện đó. Đó thì quý vị thấy rằng lúc đó đó, cứ nàng Sundari cứ chạng vạng tối là cứ đi vô trong chùa, rồi ai hỏi thì nói là đi đến với Sa môn Gotama, rồi sáng rồi lại trở ra khỏi chùa, rồi ai mà người ta hỏi là đi đâu mà sớm như vậy thì nói là mới ở trong cốc Sa môn Gotama, ở trong hương thất của Sa môn Gotama mới ra. Đó thì cứ làm như vậy riết, rồi còn nói những cái lời, nói những cái lời cũng như là được gần gũi Sa môn Gotama cả đêm như vậy. Đó thì quý vị thấy rằng cỡ chừng mấy vài ngày sau thôi, vài ngày sau thôi thì coi như là cái nhóm ngoại đạo này đó mới thuê người giết chết nàng Sundari luôn. Quý vị coi thôi, ác độc ghê không? Ác độc chưa từng thấy. Có nghĩa là xúi người ta làm cái chuyện ác, làm cái chuyện ác, rồi người ta cũng nghe lời mình, người ta làm, người ta sùng đạo, người ta nghe lời mình, người ta làm, rồi người ta đang làm như vậy đó, rồi hơi người giết luôn. Đó, thành ra đó quý vị, thật sự ra đó, chúng tôi nói quý vị, chúng ta đến với đạo, đến với một cái đạo nào cũng vậy, chúng ta đã gỡ cái niềm tin vào đó. Trước khi chúng ta gửi cái niềm tin vào thì chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ, chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ. Quý vị thấy rằng đối với bây giờ mà mình bạn đạo với nhau cũng vậy, mình bạn đạo với nhau cũng vậy. Nếu mà ai mà nói về những cái câu chuyện bố thí, hoặc là ai mà kể cho quý vị nghe về tiền thân Đức Phật, khi mà Ngài còn làm Bồ Tát, Ngài còn làm đạo sĩ, hoặc là chư Thinh Văn, tiền thân của chư Thinh Văn, quý vị sẽ hoan hỷ, ráng gồng mình, dùng hết tâm ý tâm sức của mình để nghe. Còn mà bây giờ người ta nói mà người ta kể cho mình nghe cái bà đó vậy vậy đó, bà đó bà nói nhiều, hoặc là bà đó bà hóng hách, rồi bà ỷ, bà thuộc kinh, bà tu trước rồi đó, thì mình sẽ tìm cách cho người ta ngăn liền, ngăn câu chuyện đó liền, im lặng lại liền, chúng ta không nghe nữa. Những cái điều đó đó quý vị thấy nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Rồi nếu mà mình nghe hoài thì sao quý vị? Chúng ta ở ngoài dân gian có cái câu là mưa dầm thấm đất, chúng ta cứ nghe những cái điều đó riết á, rồi chúng ta sẽ tin. Mà hãy mà mình tin rồi mình làm gì quý vị? Mình tin rồi thì mình sẽ nói ra lời, hoặc là mình có những cái hành động, nói chung là thân khẩu ý của mình nó sẽ bị ô nhiễm bởi những cái hành động của mình. Cái điều này chúng tôi nói thật sự ra đó, Phật tử chúng ta đó là phải cảnh giác, mình phải cảnh giác một cách là cẩn thận, nghiêm ngặt về những cái điều này. Nếu mà mình lên ở trên banh thoát, ai mà nói về Phật pháp, hay là ai mà chia sẻ về cái hành động, cái việc làm mà nó thiện nghiệp đó, thì quý vị sẽ xúm lại quý vị nghe. Còn mà cái chuyện mà nói xấu đó, thật sự ra đó, mình đừng có nghe những cái điều đó. Thật sự ra không có tốt gì hết á, không có tốt gì những cái điều đó. Bây giờ thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình biết được cái người đó xấu thì sao? Thí dụ như giờ quý vị biết được chúng tôi là xấu đi, thì quý vị cũng cảm thấy buồn ở trong tâm, buồn ở trong tâm thôi chứ có được cái gì, không có được gì hết. Thành ra chúng ta nhớ, chúng ta nhớ về những cái điều này. Khi mà mình gặp ai đó mà nói xấu người này người kia, chúng ta không nghe, chúng ta không nghe. Thật sự ra mình nghe rồi đó, nó buồn, nó rất là chán quý vị,
nè, nó buồn, nó rất là chán ở ở trong đạo. Mà bây giờ đối với chúng ta, quý vị thấy rằng là chỉ có những cái câu pháp cú này, nè, chỉ có những câu Phật ngôn, nè, có những cái bài kinh, nè, để làm cho tâm tư của chúng ta gửi gắm vào những cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là những cái hơi thở, hoặc là những cái sự tu tập. Còn nếu mà chúng ta cứ tối ngày chúng ta nghe những cái điều đó hoài đó, sau này chúng ta sẽ bỏ đạo. Quý vị biết đó, chúng tôi cũng có một cái, cũng có một cái vị kia, chúng tôi không có tiện nói tên, dạy đệ tử trong những cái lúc dạy đó, cứ nói xấu vị này, nói xấu vị kia. Thành ra một ngày kia đó, những người đệ tử đó, người ta bị la, rồi bị buồn, bị chán, rồi không biết đi đến chùa nào để nương tựa, không biết đi đến chùa nào để nương tựa quý vị. Tại vì hồi trước giờ mình cứ nghe những chùa nào cũng toàn là những vị xấu không. Đó, thành ra cuối cùng thì hoàn tục cả lọt, hoàn tục coi như là sạch sẽ, sạch sẽ hết. Tại vì bây giờ hồi trước giờ mình bị nhồi nhét, cái ông đó xấu, cái ông đó ông mê coi tivi, mê coi phim, rồi mê đi đó đi đây, không lo tu tập. Nói chung là mình cứ nghe toàn là cái chuyện xấu đó, mà mình không có suy nghĩ lại những cái người đó tại sao mà người ta bỏ một cái khoảng thời gian dài, người ta ở trong đó, người ta giữ chùa, thay vì người ta ở ngoài đời người ta đi uống cà phê, hoặc là người ta đi chơi đồ này kia quý vị, nhưng mà người ta cũng bỏ một thời gian dài, người ta ở trong chùa để người ta giữ chùa. Thì mình nhìn những cái điều đó là được rồi. Dù sao mình đi đến chùa mà có người người ta mở cửa cho mình vô, mình đi đến chùa mình có cái chỗ mình lên rửa mặt, rửa tay, rửa chân, mà không ai chữ, không ai nói gì mình, miễn sao mình có cái chỗ mình lợi mình lại Phật. Mình phải suy nghĩ về những cái điều đó. Đó, bây giờ trở lại với cái điều này đó, thì quý vị thấy rằng là đối với cái nhóm ngoại đạo này đó, thật sự ra chúng tôi đọc ở trong cái chuyện này đó, thì chúng tôi cảm thấy đối với ngoại đạo thì phải nói rằng ác, thâm độc. Phải nói là thâm độc, mà chúng tôi nghĩ thật sự ra nó còn hơn là rắn độc nữa quý vị. Chúng tôi thấy rắn độc là tại vì mình đụng nó, nó cắn mình, nó cắn mình, chứ nó không có âm mưu, nó không có âm mưu xúi mình làm rồi giết người bịt khẩu luôn, giết người rồi bịt khẩu luôn. Đó, còn đối với cái nhóm ngoại đạo này thì quý vị thấy rằng xúi người ta làm, rồi người ta làm việc cho mình rồi sao, giết luôn, giết luôn, rồi coi như là dùi xác xuống cái đống rác mà gần cái hương thất của Đức Thế Tôn, rồi sau đó rồi mới tung tin ra là nàng Sundari là coi như là bị mất tích, rồi cũng tự mình đánh trống, rồi mình thổi kèn, rồi mình vừa làm tác giả, mình vừa làm khán giả luôn đó, rồi chạy vô trong đó kiếm, rồi bắt đầu nói xác của Sundari ở đó vậy, rồi đổ thừa cho Đức Phật, rồi đệ tử của Đức Phật đã giết nàng. Rồi quý vị thấy rằng gặp ông vua cũng hay nữa quý vị. Đối với lúc bấy giờ Đức vua nghe cái điều này rồi, thì quý vị thấy rằng coi như là Đức vua không nói gì hết. Rồi Đức vua kêu quân lính đem xác nàng bỏ vô rừng lâm tán á, có nghĩa là không phải là bỏ dục ở trong đó, nhưng mà ở thời đó thì Ấn Độ là coi như là có cái lâm tán, có nghĩa là đem cái xác bỏ vô ở trong rừng đó. Rồi lúc đó, bấy giờ đó, thì quý vị thấy rằng các vị tỳ khu mới bàn tán cái câu chuyện này, mới nói với Đức Phật đó. Thì lúc đó Đức Phật mới thuyết lên cái bài kệ này, Đức Phật mới thuyết lên là coi như là cái người mà nói điều không thật là sanh vào khổ cảnh, mà cái người mà đã làm rồi mà nói không có làm thì cũng vậy. Có nghĩa là hai người này chết đều đồng cái quả đó, nó trổ sanh đều đồng đẳng như nhau, cũng là đều rơi vào địa ngục. Rồi nếu mà sanh lại làm người á, hoặc là có nghĩa là sanh ở thế giới khác đó, thì hai người này coi như là có cái nghiệp nó hạ liệt, có cái nghiệp hạ liệt. Thành ra Đức Phật đã thuyết lên cái câu kệ nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt đó.
Thành ra đó, nhân cái lúc đó các vị tỳ khưu mới nói với nhau vậy, xong rồi mới nói với Đức Phật, Đức Phật mới thuyết lên cái câu kệ này. Giờ quý vị thấy rằng trở lại với cái lúc này, với cái lúc này là cái ông vua nè, đó quý vị thấy không, ổng mà mới đầu ổng đâu có cho điều tra gì đâu, đó ổng đem xác vô, đem xác vô kêu quan lính đem xác bỏ vô rừng. Rồi quý vị thấy rằng như giống như là cái ngôn ngữ thời nay mà mình nói là cái vụ án đó nó chìm xuồng, cái vụ án nó chìm xuồng, nó cũng như là ship hồ sơ luôn đó. Đó, nhưng mà thật sự không có, đem vô đó để năm tháng để chôn rồi, bắt đầu đức vua mới cho quan lính bắt đầu đi điều tra, đó thám tử đi điều tra được vân vân. Thì quý vị thấy rằng á, những cái người mà thuê giết người đó, những cái người mà được người ta thuê mình đi giết người đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là bọn côn đồ. Thành ra khi mà nó ăn nhậu nó say xưa, nó mới nói là mày giết tao giết nàng Sundari chứ ai rồi này kia đó, coi như là rượu vào lời ra. Thành ra coi như là lúc đó quan quân nghe được, bắt về hết. Sau khi bắt về hết rồi bắt đầu điều tra. Điều tra thì lúc đó thì quý vị thấy rằng thường thường là cái bọn này mà khi mà bị bắt là coi như là khai ra hết. Quý vị thấy rằng ở Việt Nam mình nó có cái câu á, họ ưa thề, thà chết chứ không có khai, thà chết chứ không có khai. Nhưng mà quý vị thấy những cái băng cốp á, khi mà hỏi sao mày khai tao vậy, nói tao thề chết không khai chứ tao đâu có nhưng mà lúc đó tao không có chết, mà nó, tao không có chết mà nó đánh đau quá nên đã khai đó. Quý vị nhớ, đó, thành ra đó quý vị nhớ những cái điều này đó. Có những người người ta nói á, tôi nói cho bà nghe cái này nha, bà đừng có đi nói ai nghe nha. Tôi nói cho bà nghe cái này, bà đừng có đi nói ai nghe. Tôi không nói đâu, tôi không nói cho ai nghe đâu, mà tôi nói cho một xóm nghe đó. Thành ra đó, mình đừng bao giờ mình tin ai gì hết, mà thật sự ra mà mình nói cũng nó không có được cái gì hết. Chúng ta nhớ cái câu này. Nó cũng như đối với cái bọn mà trộm cướp lưu manh du đảng, có một cái câu thề hay lắm quý vị, thà chết chứ không khai, yên tâm đi. Thà chết chứ tao không bao giờ khai đâu. Nhưng mà khi mà nó khai ra hết rồi đó, thì coi như là hỏi sao bữa mày thề thà chết mày không khai. Đúng rồi, bữa thề chết chứ không có khai, nhưng mà vô không có chết mà nó đánh đau quá, đánh đau quá ra đâu có im được, khai hết, khai từ đầu tới đuôi luôn. Thì đó cũng như cái bọn này coi như là bị tra tấn, là coi như là khai ai giết rồi tại sao mà giết người ta đó. Thì mới nói rằng là tại vì những cái tu sĩ ngoại giáo mướn tụi con giết nàng Sundari. Thành ra tụi con nhận tiền rồi tụi con mới mới bắt đầu là mới đi giết nàng Sundari. Rồi bắt đầu lúc đó đức vua cho hạ lệnh bắt những cái vị tu sĩ ngoại giáo đó. Rồi bắt xong, làm việc xong rồi, đức vua bắt những cái tu sĩ ngoại giáo đó phải đi ở khắp kinh thành, khắp cái xóm làng, nói chúng tôi là người đã giết nàng Sundari, rồi còn đổ thừa cho Sa môn Gotama và đệ tử của Sa môn Gotama giết, nhằm mục đích là muốn hạ bệ uy tín của Đức Phật và tăng chúng. Đó, quý vị thấy vua xử ghê không? Vua xử ghê không? Đó, rồi xong rồi sau khi mà bắt chính những cái tu sĩ ngoại giáo này phải đi loan báo hết, loan báo hết, rồi xong rồi mới đem về để mà trị tội. Đem về để hành hình và trị tội. Thì sau đó thì quý vị thấy rằng là coi như là Đức Phật và Chư Tăng coi như là được minh quang, minh quang. Thì quý vị thấy thật sự ra đó, đối với Đức Phật và Chư Tăng, các ngài không có màng đến cái chuyện đó. Và những người Phật tử, những người cư sĩ ở trong thành đó, là quý vị thấy rằng là đa phần là hết 70% là coi như là có niềm tin với Đức Phật. 70% dân chúng có niềm tin với Đức Phật và tăng chúng. Tại vì sao quý vị? Tại vì những thánh cư sĩ đó là tu đầu quần rồi, bậc tu đầu quần rồi, có niềm tin bất động với Tam Bảo.
Thành ra không có nghĩ rằng là Đức Phật và tăng chúng làm những cái điều đó. Đó, thành ra cái duyên sự là như vậy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là ở đây đó, Đức Phật thuyết lên cái câu kệ này có nghĩa là cái gì quý vị? Cái người mà nói dối đó, Apu Tá Qua Đi đó, cái người mà nói dối đó, với cái người mà nói dối có nghĩa là cái chuyện đó người ta không có làm mà mình nói người ta có làm. Rồi cái chuyện mà mình làm á, mình nói tôi không có làm. Đó, thì Đức Phật nói rằng là hai người này coi như là giống nhau luôn. Hai người này giống nhau luôn. U bê tí, cả hai coi như là giống nhau. Bé chá, là sau khi chết cũng đều đi vô địa ngục. U bê tí, ni ra văn u bê tí, đều rơi vào địa ngục hết. Mà chúng ta thấy rằng ở đây á, thí dụ như đối với chúng ta, chúng ta mà du quan giá họa cho cái người đó mà người ta không có giớ, cái kết quả nó khác quý vị. Chúng ta du quan giá họa cho cái người mà có giớ rồi cái kết quả nó khác. Rồi chúng ta du quan giá họa cho những cái bậc mà có hữu ân với chúng ta, bậc thầy tổ hoặc là cha mẹ hoặc là ông bà, đó thì cái kết quả nó khác nữa. Rồi đối với Đức Phật và các vị A-la-hán, thành ra cái kết quả đó nó là khác nữa. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là coi như là hai cái đối tượng này nói dối rồi chối cãi, có làm nói không làm, coi như là đi địa ngục hết, coi như là rơi vào địa ngục hết. Đó, mà coi như là nó đồng đẳng với nhau hết. Đó, cũng như quý vị thấy rằng cái người mà ăn trộm như cái người bán đồ, bán đồ ăn trộm, hoặc là cũng như là mình thấy rằng là mua đồ gian đó quý vị. Đó, hoặc là che giấu là cũng đi chung hết, đi chung với nhau hết. Đó, khi mà ra tò là coi như là xử đều hết. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cũng vậy, ở trong cái trường hợp này, cái người mà nói dối, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với có những người, quý vị thấy rằng cái luật pháp có những cái nó cũng hay lắm nha quý vị. Có những người quý vị biết là thí dụ như là người ta nóng quá, người ta đang gây lộn, hai người đang cãi nhau, cái là tự nhiên ngó xung quanh đâu đó có con dao, cái người ta cầm lên ta đâm người kia chết. Là quý vị thấy rằng ra tòa xử cũng hay lắm. Coi như là do cái sự mà nóng nảy mình phát sanh cái hành động đó, thành ra đó nó thoát khỏi cái tội tử hình. Cái tội tử hình đó, rồi cộng thêm cái điều là mình không có giấu dao ở trong người, mình không có đem dao ở trong người, nhưng mà do khi mà cãi qua cãi lợi đó, mình ngó ở kế bên có con dao vậy, mình trong cái lúc mà bất đồng nông nổi, mình nảy sinh ra cái hành động đâm ta cái họ đó, thành ra nó thoát được cái tội tử hình quý vị. Rồi nó còn thêm cái trường hợp thí dụ như là cái người đó đang đứng cãi lộn với người ta, rồi thấy con dao để kế bên rồi lấy đâm ta một nhát, vậy thì nó thoát khỏi cái tội tử hình. Mà nếu mà cái người đó đâm mà hai nhát ba nhát trở lên là coi như là cái tội tử hình nha quý vị. Lúc đó là mình cố sát, đó là mình cố sát. Thành ra đối với quý vị thấy rằng cái chuyện mà mình nói dối hoặc là mình đặt chuyện cho người khác, hoặc là mình có làm mà mình nói không có làm, quý vị thấy rằng nó không có quan tòa xử, nhưng mà nhân quả sẽ là quan tòa. Đó, nhân quả sẽ là quan tòa. Mà quý vị thấy rằng đối với nhân quả đó, là không bao giờ sai, không bao giờ xử sai hết. Thành ra đó, chúng tôi như lúc đầu chúng tôi đã nói, thật sự ra khi mà chúng ta tìm đạo thật ở Việt Nam này đó, mình muốn tìm cái đạo đó, thật sự ra nó rất là khó. Nó khó thiệt, nhưng mà quý vị tìm được, quý vị tìm được đó. Cũng như chúng tôi thấy thật sự ra đó, ở trên mạng đó, nhiều khi đó, họ tranh cãi hoài, họ tranh cãi cái vụ ăn chay với ăn mặn hoài. Mà hình như là chúng tôi không hiểu, chúng tôi không hiểu cái điều đó. Chúng tôi chỉ bây giờ thấy
người ta bỏ cái xác đó vô lò thiêu không? Dạ thấy. À, rồi mấy ông lò thiêu, mấy ông thiêu là ông có mang tội không? Không. À, hỏi tại sao? Vì người đó chết rồi. À, rồi chúng tôi hỏi vì con cá nó chết ở quầy đó rồi á, à, mình bỏ vô mình chiên có mang tội không? Có. Mang tội cái gì? Người ta, con người người ta chết, người ta bỏ vô cái lò thiêu, à, mà người, cái ông, mấy ông trong lò thiêu, mấy ông dám thiêu đó, mấy ông dám thiêu. Còn á, mà con cá mà nó chết rồi không dám bỏ vô chảo rồi chiên, không dám bỏ vô nồi nấu là làm sao đó? Người ta hô mang tội. Hỏi sao mang tội? Tại có người ăn, người ta mới giết. À, thành ra quý vị thấy rằng thế gian ưa đổ thừa, ưa đổ thừa. Không bao giờ mà mấy bà mà bán cá, bán gà, bán vịt mà bà vì mình mà bà sợ là có cái những người ở trong rung pháp cú này không có đồ ăn, thành ra bà mới đi giết bà ăn bà để mà bà bán. Không bao giờ. Thật sự ra ngay cả chúng ta, nếu mà chúng ta làm cái nghề đó cũng vậy, nếu mà chúng ta làm cái nghề sát sanh á, thì thật ra đó, không phải là chúng ta sợ cái mọi người không có đồ ăn mà người ta chúng ta phải đi sát sanh. Quý vị, nếu mà chúng ta mà có làm cái nghề sát sanh đó là tại sao quý vị? Tại vì chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ nuôi con nuôi chồng nuôi vợ nuôi tùm lum hết đó, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta vì những người ở trong rung pháp cú này, à, mà sợ người ta không có đồ ăn mà mình phải đi sát sanh. Không có bao giờ mình sợ cái chuyện đó hết. Mà hỏi tại sao mà chúng tôi mà đi mà sát sanh, đi làm những cái nghề đó? Tại vì chúng tôi phải đi làm, chúng tôi về chúng tôi nuôi cha nuôi mẹ nuôi chồng nuôi vợ nuôi con nuôi tùm lum hết đó đó, chứ không phải là chúng tôi sợ mấy cái người mà trong rung pháp cú này không có đồ ăn mà chúng tôi phải đi sát sanh đâu. Không có bao giờ mà ai mà có cái tư tâm đó. Thành ra quý vị thấy rằng là người ta sát sanh là do cái cuộc sống của người ta, chứ không phải là do có mình ăn. Mà quý vị thấy rằng cái chuyện này mà chúng tôi nói thật sự ra đó, nó dễ hiểu đến nỗi mà nhiều khi chúng tôi giảng cho học sinh mà nó nghe nó còn hiểu được quý vị. À, chúng tôi giảng cho học sinh mà nó nghe mà còn hiểu được nữa. Mà có nhiều người mà tại sao mà chúng tôi nghĩ rằng là họ không hiểu, hình như là họ không dám hiểu, hoặc là họ cố tình không hiểu, hoặc là họ không dám hiểu. Chứ chúng tôi thật sự ra chúng tôi thấy nó dễ hiểu quá chừng. Hoặc là nói về, bây giờ nói về Đức Phật Thích Ca với những cái vị Phật khác đi đó, chúng tôi nói không có gì hết đó. Bây giờ quý vị cứ ngồi, quý vị liệt kê ra đi. À, Đức Phật Thích Ca rồi sanh ra như thế nào, à, sanh ra ở nơi đâu, à, ai sanh ra, cha ngài là ai, mẹ ngài là ai, rồi khi mà sanh ra như vậy đó, rồi lớn lên, à, ngài làm cái gì, cái sự nghiệp ngài như thế nào, à, rồi à, khi nào đi xuất gia, rồi xuất gia rồi á, thì thành tựu cái pháp gì, à, thành tựu cái pháp gì đó, rồi để lại cái pháp đó, à, có cái lợi ích gì, à, cho à, chúng sanh không đó, à, rồi sau đó rồi, à, ngài viên tịch, à, năm bao nhiêu đó, vân vân. Có nghĩa là giống như là chúng ta làm một cái tiểu sử gì đó, à, giống như chúng ta làm một cái tiểu sử. Rồi bây giờ người ta giới thiệu mình, à, cái vị Phật đó, à, mình cũng lên mình tra, mình đi tìm, mình gặp ông này ông kia, bà này bà kia, bà Minh Sư, ông Minh Sư gì đó, mình hỏi, ờ, à, tôi nghe nói vị Phật đó vậy đó, à, có lịch sử không, à, có lịch sử không, à, có lịch sử ông thầy, à, có lịch sử ông sư, à, cái vị đó là, à, sanh ra, à, là con của ai sanh ra, rồi, à, khi đó rồi, à, do thấy cái gì đi xuất gia, rồi xuất gia bao nhiêu năm, à, này kia vân vân. Thì chúng ta chỉ tìm vậy thôi, rồi chúng ta thấy rồi, ở bên này là có lịch sử, bên này không có lịch sử, bên này là toàn là nằm mơ thấy nè, bên này là toàn là đi biển thấy nè, à, bên này toàn là nghe người ta kể lại vậy nè đó. Rồi mình thì mình coi mình có nên đặt niềm tin vô không, à, chứ mình đâu cần tranh cãi, à, mình cần tranh cãi chỉ vì đó. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái đó nó rất là dễ, à, nó rất là dễ đối với cái thời đại này đó. Bây giờ ví dụ như, à, chúng tôi nói Đức Phật, à, Đức Phật Thích Ca, à, có tên là Gotama nữa đó, thì quý vị đi tìm hiểu, à, coi cái vị này, à, có không, à, vị này có ở trong cái
cái tên đó như vậy, rồi có cái quyền quán, có cái nơi sinh, rồi có cha có mẹ, rồi lớn lên như thế nào đó, quý vị cha, quý vị thấy có mình đặt niềm tin vô. Rồi giờ bữa nào mà thí dụ như cái vị đó, ai đó giới thiệu với quý vị là một cái người nào nữa đó, một cái vị mà minh sư mà tối cao nhất ở quả địa cầu này hay là cái gì đó, thì quý vị cũng nghe cái tên đó rồi, bắt đầu quý vị đi tìm coi cái vị này là coi như là sanh ra tại cái thành nào, vào cái thời điểm nào, rồi có cha có mẹ không, rồi lớn lên rồi như thế nào, xuất gia lúc đó là bao lâu, đồ này kia. Thì mình tìm, mình thấy có, mình đặt niềm tin vô. Còn không có thì thôi. Còn ví dụ như ai người ta nói cái đó không có, nhưng mà nghe tổ sư của tôi truyền lại đồ này kia đó, thì mình tạm gác qua, tạm gác qua một bên thôi. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói với vị những cái điều này đó. Khi mà chúng ta đến với một cái đạo nào đó, chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ. Để chi? Chúng ta đặt niềm tin vào. Giống như là chúng ta gỡ cái đờ con gái của mình cho cái người đó vậy đó. Đó. Cũng như là chúng ta gả con gái cho cái chàng trai đó. Cái chàng trai đó đó. Đó, chúng ta cũng phải mình đi gả con á, mà mình tìm hiểu cái anh chàng đó là con ai, đồ này kia, rồi nghề nghiệp, rồi sao, mình tìm hiểu nó kỹ. Chỉ có một đời sống thôi mà mình tìm hiểu nó kỹ. Còn đối với cái niềm tin á, mà mình đặt vào một cái tôn giáo đó, thì mình lại hờ hợt. Đó, một cái kiếp người của mình mà mình lại hờ hợt. Còn cái chuyện mà nó chỉ có 30 năm, 20 năm chung sống hạnh phúc gì với nhau đó, thì mình tìm hiểu nó kỹ, quá kỹ. Còn đối với tôn giáo thì mình quá hờ hợt. Đó, thành ra cái điều đó chúng ta phải coi lại. Chúng ta phải coi lại. Thì trở lại với cái câu kệ này á, thì chúng ta thấy rằng là nói láo cũng đi địa ngục, có làm mà nói không làm cũng đi địa ngục, cả hai chết đồng đẳng. Rồi nữa quý vị, là sau khi mà hết tuổi thọ ở địa ngục rồi đó, nếu mà những cái chúng sanh này đó mà có sanh lại làm người thì sao quý vị? Những chúng sanh này có sanh lại làm người á, thì sẽ là cái người hạ liệt. Cái người hạ liệt có nghĩa là quý vị thấy rằng á, ở trên thế gian này đó, có những người quý vị thấy không, là tại sao mà họ có một cái hoàn cảnh nó đau thương quá. Họ sanh ra ở trong một cái gia đình cũng đau thương, bản thân của họ cũng đau thương. Bởi vì thật sự ra đó, quý vị biết không, chúng tôi nhìn có những cái chúng sanh họ bị những cái điều này điều kia khi mà mới lọt lòng bà mẹ, họ bị những cái điều mà nó quái ác. Thí dụ như là hai người nó dính lẹo với nhau, hai người nó dính với nhau, rồi người ta còn nhỏ vậy mà người ta phải cưa ra, người ta tách ra đồ này kia. Hoặc là những cái chúng sanh mà ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, quý vị thấy rằng chân thì nó cong ngược lên, chân tay nó cong ngược lên trở lên ở trên, nó chĩa lên trời hết, không có bốc thức ăn được mà phải ăn bằng miệng, mà người ta phải đổ ở dưới một cái dưới, hoặc là một cái dĩa đó, để những cái chúng sanh nó ăn được. Thì mình nhìn thật sự ra ở trong cái thời nay đó, mình nhìn những cái chúng sanh đó mình thấy nó đau lòng. Nhưng mà quý vị nghĩ lại coi, những cái nghiệp, cái tự nhiên không có ai mà sanh mình ra làm gì hết đó, không có ai mà sanh mình ra mà làm gì hết quý vị. Đó, mà là do đâu? Do là chúng ta, do cái nghiệp của chúng ta tạo ra. Thành ra những người mà tạo những cái nghiệp này á, là coi như là chết đi địa ngục. Mà khi mà sanh, nếu mà hết cái tuổi thọ địa ngục á, nếu mà có được sanh lại làm người đó, thì sẽ là những người mà dị tật, hoặc là những người mà phải chịu những cái nghiệp đen, những cái nghiệp mà nó đau đớn. Vũ. Quay. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái bài kệ này đó, cảnh báo cho chúng ta, cảnh báo cho chúng ta là những cái nghiệp này nó sẽ đưa chúng ta xuống khổ cảnh, mà nếu mà sanh lại làm người sẽ là cái người mà hạ liệt nữa. Vậy thì kính thưa quý vị, bài kệ ngày hôm nay đó, chúng tôi xin được trình bày niềm quyết thế cho đại đức Minh Mẫn. Đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian, do đó xin được giúp lời với cái phần phước này thành tâm.
dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều của phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, hàng ngạo quỷ Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mặt, Phước Mài, chư thiên Chúa Nhân Dương. Xin các vị hãy hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải, và cũng xin chia phước dân cái phước này đến Si Chương mà ở chùa của chúng tôi là Đại Đức Tuệ Minh. Thật sự ra thì Đại Đức bây giờ đang đau nặng, chắc có lẽ nay mai gì sẽ ra đi thôi. Sẵn ở đây chúng tôi cũng hồi hướng phước cho các vị, rồi chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị. Thật sự ra ở trong cái thời gian gần đây đó, quý vị biết rằng cái chùa chúng tôi đang ở là chùa Vũ Đức, nó là một năm cứ một người ra đi, một năm cái một người ra đi. Thật sự ra quý vị thấy rằng ở chùa chúng tôi đang ở không có ai hoàn tục hết đó, mà toàn là chết không. Chúng tôi cũng không hiểu, chúng tôi không hiểu là từ hồi năm 2010 tới giờ mà coi như là chết riết. Thành ra quý vị biết rằng bây giờ chúng tôi phải xây cái tháp gọi là cái bảng xanh đường để mà thờ hương linh tháp cốt ở trong đó. Hồi trước giờ ở chùa không có chỗ để hương linh tháp cốt quý vị. Thế mà chúng tôi xây cái chỗ cho Đức Phật ngồi đó, thì chúng tôi xây bọng ở dưới đó để chúng tôi để mấy cái hũ cốt vô. Chúng tôi xây cái tượng Tứ Đại Thiên Vương thì cái chỗ ngồi đó đó, thay vì người ta đổ bê tông thì chúng tôi cũng xây bọng để mà để những cái hũ cốt vô. Thành ra nó quý vị biết rằng ở đâu nó cũng có cốt, hương linh tháp cốt nó xung quanh ở chùa. Thành ra bây giờ chúng tôi mới quyết định chúng tôi xây dựng một cái nơi để cho, nói chung là những cái vong linh, những cái hương linh. Tại vì cái điều này thật sự ra những cái ai mà có, chúng ta mà có cái niềm tin đó, chúng ta biết được là đối với cái người sống thì cũng có chỗ đàng hoàng. Cái người mà mất rồi đó, nếu mà là vong linh, là hương linh đó, thì người ta cũng có cái chỗ an trú đàng hoàng. Đó, thành ra chúng tôi mới quyết định để mà xây dựng một cái nơi thờ cho trang nghiêm. Và hiện giờ thì hôm nay chúng tôi làm, hôm nay là cũng 10 ngày rồi. Cũng 10 ngày rồi thì những cái vật dụng, những cái đất chúng tôi làm, chúng tôi kéo về cũng rất là nhiều. Một cái phòng khách tăng, rồi một cái bảng xanh đường là cái chỗ thờ tháp cốt đó. Đến cái lúc này thì chúng tôi cũng cũng hơi tốn kém nhiều, cũng hơi bị ảnh hưởng về cái kinh tế nhiều. Thành ra một lần nữa chúng tôi kêu gọi có bà con quyến thuộc, có những ai mà quan tâm ở trong cái mùa tháng 7 này, thì các vị hoàn hỷ ủng hộ, có nghĩa là quý vị cúng dường cho chúng tôi xây dựng để mà sớm mà hoàn thành cái chỗ một cái phòng khách tăng và cái nơi bảng xanh đường là cái nơi thờ tháp cốt. Mong quý vị giống mảnh quyết tâm để ủng hộ chúng tôi trong cái dịp xây dựng này. Một lần nữa xin chia tất cả cái phước này cho tất cả mọi người, mong chúng ta được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nam mô Bụt A Di Đà. Dạ, sa thú kính cảm ơn. Dạ, kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay, câu cấp cứu số 306 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức.
Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, Thượng Tọa Minh Hạnh đã lời rung. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính Nhân Minh Đến Sư. Tu sapa mang rakan tu sapa dewata samba buta nu pawe nasara soti pawan tu te pawatu sapa mangalang rakan tu sapa dewata samba thamma nu pawe nasara soti pawan tu te pawatu sapa mangalang rakan tu sapa dewata samba sangka nu pawe nasara Soti Phật Hoàn Tu Tê. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sâm ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa wan tu hu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa rê lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu tê cha la bu cha dê pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang kho ho tu sa mắc vô wa a ta ya cha hi ta ya cha âm hề ra khẩn tu sắc thẩm mô sắp đề bi thẩm ma cha ri nô vút thiêm sâm phá hú ni yà ma thẩm ma ri yà ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào gom nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào gom học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân, xin xuống mít.